trang từ thiện. Thôi chị nô nóc à, ăn đâu nổi. Không nổi đâu. Cơm này cho từ thiện cô à, cơm trong đây nè. Thôi. Chị Linh kìa, chị Linh có hỏi cơm này có bán không kìa chị Linh. Dạ, cơm Dương Châu nè. Bán gì vô ngồi đi, không ăn đi. Thì chị Linh cô đó. Đây là 600 gần 700 suất cơm Dương Châu chai đi cho bệnh viện Khoa Nhi Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh. Cho những người bệnh á, chứ những người bệnh thì ăn được. Người bệnh tại Hà Nội thì ăn bún. Bản danh là đi một thời gian của Việt Nam. Nhưng bún là ai mà bệnh vô trọng. Vô thôi chứ có ra. Nghĩa là của bệnh viện là cứ khi nào xuất hiện, kiếm có là xuất hiện. Vô chết thì về, chết thì về. Ung bú mà đã qua xuất hiện rồi. Làm định kỳ tháng 3 lần. Mấy người ai mua ăn đây nè, ăn ngon. Điều hỏi là mua nuôi á, nuôi cái hồi trước mai này mua mì. Chị ơi, để nào. Trứng công nghiệp là ăn chay được. Cơm 10k. Ăn đi chị, như này em đói mà à. Lúc làm gì làm cũng phải ăn nha. Dạ. Chạy qua chạy sáng thì bỏ ra phải nhà máy rồi.
chanh liền á. Chanh ơi, nhanh lên đi con. Hâm canh, hâm canh, chờ xíu. Ta đổ vô một cái nhỏ thôi. Mẹ đi sao đi gì cái nè. Khâu vô hộp, vô hộp bỏ đằng vô bỏ bọc mày là gần 700 suất cơm miễn phí cho coi như bệnh viện từ dụ còn không gì bệnh viện ung bướu của mình tặng cho chúng mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.